Xin kính chào toàn thể mọi người đã trở lại với kênh Hoa Cây Cảnh của mình. Video ngày hôm nay mình xin chia sẻ tới tất cả mọi người một phiên chợ tại Hải Phòng, đó là chợ hàng. Mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan một số gian hàng bán cây cảnh phục vụ cho nhu cầu trồng cây cảnh của chúng ta. Mọi người xem video hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình. Ở đây thì có rất là nhiều cây hoa vườn quế, hoa giấy, cây chanh quả, hoa nhài, đó khá là nhiều. Đó. Đây là thái kép nhỉ cô nhỉ? À, giấy mình nhỉ? Cây này cô đang bán bao nhiêu ạ? 200 ạ. Đây là một chậu vườn quế nhá. Trước mắt mọi người đây là một cây hoa giấy ngũ sắc. Hoa giấy ngũ sắc này, cây có chiều cao khoảng 1,5 m, tán ngang khoảng 70 cm, có đủ 5 màu: vàng, trắng, cam, tím. Cô ơi, cây ngũ sắc này bao tiền đấy ạ? 500 ạ. Cây này có 500.000 cây hoa ngũ sắc này. Cái thân của nó to bằng ngón tay của chúng ta nhé. Nó có 4 thân cơ, 4 thân chính nhá. Đang ra rất nhiều hoa. Cô bán hàng bảo là đúng 500.000 thì cô sẽ giao lưu với cây này nhá. Mọi người xem video của mình có nhu cầu thì lát mình sẽ để lại số điện thoại để mọi người liên lạc. Bên này là một cây cốc. Đó, cây cốc khá lớn này, còn có chậu này. Cốc này là cốc thái của nhỉ? Cốc thái đấy. Mọi người, đây là cái cây cốc thái nhá. Đang rất là sai quả này. Cây này cô đang bán 800.000. Anh em có nhu cầu mua cây cốc thái này qua chợ hàng nhá. Ngay bên bờ hồ, đây là bờ hồ. Địa chỉ 440 nhá. 440 Hoàng Minh Thảo nhá. Đối diện 440 Hoàng Minh Thảo. Chợ hàng. Cây cốc này là cốc thái nhá, 800.000. Đó.
ra còn rất nhiều các loại cây cốc nhỏ này, giá chỉ tầm khoảng 150.000-200.000 thôi. Đó. Ở đây là cây ổi giống. Ở đây còn rất nhiều loại cây hoa nhài, chanh quả, nguyệt quế, cây thiên lý, hoa giấy, hành dành, có rất là nhiều cây cóc, cây khế. Mọi người mua cây thì hãy đến đối diện 440 Hoàng Minh Thảo, cạnh bờ hồ. Chúng ta mua cho mình được những cái cây đẹp nhất. Đó. Mình vẫn thấy ấn tượng nhất là cái cây cóc này. Đó. Rất là nhiều quả, mọi người có thể nhìn cái quả của nó khá là lớn. Đây quả cóc của nó này mọi người xem này. Nó đã ương ương chín rồi nhá. Đó, rất là nhiều quả, chùm nó sai róc rách ra này. Đó. Khá là nhiều. Cây cóc này có chiều cao là 1m2, cây có vành gốc khoảng 30cm. Đó, khá là nhiều quả. Dạ. À, hỏi cây nào ạ? Cây giấy 5 màu ạ. Cây giấy 5 màu cô vừa đang bán 500.000 đấy ạ. Vâng ạ. Có người giả 450, cô không bán. Vâng. Đó, vừa có một bác khách hỏi cây giấy 5 màu này giá 500. Thực ra thì mình thấy một số cây ở chợ này bán khá là rẻ nhá. Thậm chí là rẻ hơn ở chợ quê rất là nhiều. Lần trước mình có hỏi một cây hoa giấy 5 màu như này ở chợ quê thì người ta đòi 1 triệu một cây. Hôm nay báo giá 500 ngàn là khá bất ngờ. Đó. Thì mọi người mua cây cảnh, cây giống này, các loại hoa, cây cảnh trang trí này thì mọi người nên đến chợ hàng Hải Phòng. Xuất sẵn rất nhiều các mặt hàng, rất nhiều người bán cái mặt hàng này cho nên là cái giá nó cực kỳ là phải chăng. Rất là rẻ nha mọi người. Đó. Mình lại trở lại với cây cóc này của mình đấy. Cây cóc này khá là nhiều quả, mình rất là ấn tượng. 800.000. Mình nghĩ là 800.000 thì có thể là mình sẽ thương lượng với người chủ bán là có thể là hạ giá được. Khá là đẹp. Chúng ta trồng cảnh thì quả có thể ăn được mọi người nhá. Cây nó đang có cả những chùm hoa này. Đó, hoa này. Đó. Hoa này, quả lon này. Đó. Khá là nhiều. Đường xá khá là đông đúc, mọi người đang mua bán rất là sầm uất. Cây chanh này có bán bao tiền đây? Đây có quả rồi này, 150.000. Khá là sai quả này. Rồi, mọi người có nhu cầu mua cây thì đến đối diện 440 Hoàng Minh Thảo, chợ hàng Hải Phòng, cạnh bờ hồ nhá. Để mua cho mình những chiếc cây khá là ưng ý. Video lần này thì mình cũng xin chuẩn bị dừng tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Nếu thấy video của mình hay thì hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh, nhấn chuông để ủng hộ kênh của mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.